Chào mọi người, hôm nay bọn em vận chuyển ba bé đi vào cho khách miền Nam nha mọi người nhé. Hai bé cái gửi về cho chị Yến ở Buôn Hồ Đắk Lắk và một bé được gửi về cho anh Thưởng, anh ấy ở trong Sài Gòn nhé mọi người. Trước khi đi thì quay video lại xác nhận lại với mọi người. Vận chuyển miền Nam thì vào giờ là bắt đầu nóng rồi, bọn em luôn chuẩn bị máng uống và đổ nước cho cún trên nhà xe nhé. Mọi người hoàn toàn yên tâm, cạnh bên cạnh đó thì còn để kèm dưa chuột vào nữa. Ôi dồi ôi, bắt ra một tí quay video mà nó lật hết cả cái thảm cỏ nhân tạo nó cắn này mọi người này. Đợt này là mọi người nhìn này, chó rất là đẹp luôn, to luôn. Mấy con cái này cũng toàn 10-11 cân, 12 cân một con. Bé đực cũng 9-10 cân, rất là to nhá. Nó chuẩn bị lên đường về nhà mới thôi. Đây, tun 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 tun. Không cắn nữa, chuẩn bị đi thôi. Vẫn cắn này. Bây giờ hiện tại là bên trại em còn vẫn còn rất là nhiều bé cái đẹp nhé. Các anh mà đời này thích nuôi cái sinh sản hàng khung cao dài to đẹp về mảng màu tố chất thần kinh căng thì liên hệ cho em để đón các bé về nhà mới với giá rất là mềm ạ. Xin chào mọi người.